Chào các bạn nhé. Hôm nay giới thiệu các bạn một cái táo rất chi là tuyệt vời. Cái táo này là cái táo mà có cái niên đài thời gian rất lâu. Đấy, khoảng 100 năm rồi. Các bạn nhé. Đấy là cái gốc táo các bạn này. Đấy. Đấy, gốc táo có niên đài là khoảng 100 năm đấy các bạn nhé. Đấy. Từ khi lâu lắm rồi. Đấy. Đấy, đấy bây giờ ra mua hoa đấy, cái mầm đấy. Đấy mới là cái mầm đấy, còn cái gốc táo là lâu lắm đấy các bạn nhé. Nó trải qua bao nhiêu thời kỳ rồi. Đấy, từ rất lâu rồi. Cái này còn có cái táo này là khoảng đầu thế kỷ 20, cuối thế kỷ 19 là có cái táo này đấy các bạn. Ở đây trong vườn của nhà thầy các bạn nhá. Nghe ông bà kể lại là rất lâu rồi. Bây giờ đang mua hoa thú, mua thú là hoa đơm hoa kết quả các bạn này. Đấy, hoa táo này. Táo mà tàu giấy thì phải chặt theo từng nắm một, mà thân nó chỉ to bằng cổ tay thôi, bằng ngón tay thôi. Còn táo mà táo này đấy thì nói chung là nó có cái niên đài rất lâu này, cái thân cái táo. Đấy, các bạn chiêm ngưỡng cái táo này, đấy là hoa các bạn này. Cái táo này là cái táo mà được gọi là cổ thụ được các bạn nhé, vì nó là lâu rồi. Đấy. Các bạn xem. Đấy, các bạn thấy cái hoa táo này. Mùa này là mùa thú. Đấy, các quả nó nhỏ li tí khoảng đến Tết là sẽ được ăn đấy các bạn ạ. Và cái táo này nó đặc biệt là có 102, bây giờ là trên thị trường có hay không. Mà quả nó nhỏ nhỏ mà quả ăn chua chua thanh thánh, ngọt ngọt. Cái hương vị chất rất chi là đặc biệt mà thấy là những cái nơi bán táo đến chứ nó không hề có một cái táo nào như thế này. Và cái táo này, cái giống này là rất khó, rất chi là đặc biệt và lạ. Cái táo này lạ. Các bạn nhé, trên thị trường bây giờ là không có loại táo này nữa. Nếu có dịp Tết thì hoặc là mời các bạn quá là thầy sẽ mời các bạn ăn cái táo này. Tàu lái. Rồi cả cái loại táo quả bằng ngón tay. À, các bạn nhá. Thì rất đặc biệt. Cái giống táo này thì nói chung là dư cũng có nữa. Hiện tại là chỉ ở vườn nhà thầy có các cái vườn khác rồi các cái chợ thì thầy tham khảo nhiều cái chợ nên cái loại táo này là thật sự là rất chứ không có. Đấy. Do đó ai tham quan hoặc nữa thì có thể để qua vườn nhà thầy để tham khảo cái táo này. Đặc biệt là mua quả chín thì các bạn có thể mời các bạn đến ăn táo của nhà thầy nha. Đấy cái thân táo các bạn này. Đấy. Cái này phải là chú ví là khoảng 4 găng tay. 4 găng tay, chú ví khoảng 4 găng tay. Còn cái đấy là những cái rề cả, đấy là cái gốc của nó. Bạn thấy cái gốc của nó. Đấy, các bạn xem, đấy cái gốc của nó. Đấy, hóa táo các bạn. Đấy, cái hoa táo các bạn này. Hoa rất chi là đẹp nhưng mà hơi nhỏ một chút. Đấy. Nó xén lè với cái xén kè với các cái lá táo. Đấy, đấy là cái hoa táo. Mùa này là mùa con ong để đi tìm làm mật đấy, là nó sẽ sử dụng những cái hoa táo này các bạn. Đấy. Cái lá táo này. Đấy. Các bạn chiêm ngưỡng cái táo cổ thụ đặc biệt trong vườn nhà thầy. Đấy các bạn nhìn nhá. Đấy. Đấy cái vỏ cái táo này rất đặc biệt các bạn này. Nó có những cái vảy, những cái lớp vảy. Các bạn thấy chưa? Những cái lớp vảy này là đặc biệt mà người ngoài nhìn cũng thấy, cũng quan sát cũng để ý, nhưng thực chất là cả cái cây xoài, cả cây khác thì cái vảy nó cũng có như thế này. Cây nào vảy càng nhiều
thì chứng tỏ rằng là nó cái niên đại nó rất lâu. Cái táo này cái tuổi thọ của nó khoảng trên 100 năm rồi các bạn nhé. Đây các bạn nhìn cái thân cây này, đấy, quay cho các bạn biết. Nó rất đặc biệt. Quả nó đặc biệt, bây giờ thị trường có loại táo này nữa, chỉ là độc nhất vô nhị là có cái táo này đó. Theo thầy được biết, bởi vì là thầy thấy là các nơi bán táo hóa quả rồi các cái chợ thì rõ ràng là không thấy cái loại táo này. Nó rất đặc biệt. Cái giống táo này, đấy các bạn nhìn này. Hóa này, đấy, đấy là mùa đớm hóa kết quả này. Nó khoảng bây giờ tháng 10 thì khoảng tháng 1 thì khoảng 3-4 tháng thì quả táo này sẽ ra được ăn các bạn nhé. Tức là trước Tết khoảng nửa tháng hoặc 1 tháng thì các quả táo của cái táo này được ăn được. Đấy. Đấy. Đấy, đấy. Các bạn nhìn. Đây là công viên trên kia là thỉnh thoảng phải cắt. Một cái mùa là phải cắt cái cành ấy. Để nó ra cái mầm khác để là có một cái mùa thu hoạch mới. Các bạn thấy chưa? Đấy, cái hóa táo thấy đang quái cảnh tổng thể cây táo phía trên đó. Thỉnh thoảng có những cái đôi chim, đàn chim đóng tổ ở trên cây táo này. Đấy, các bạn thấy chú ý. Đấy, các bạn thấy này. Rất đặc biệt. Lịch sử cái táo này nhắc lại cho các bạn một lần nữa là trên khoảng 100 năm. Và loài táo này rất ngọt. Ăn chua chua thanh thánh, quả không to và ngọt ngọt chua chua thanh thánh. Và các cái chợ, các cái nơi bán hoa quả thì không có loài táo này, và chỉ thấy theo thầy được biết thì chỉ có cái loài táo này thôi. Đấy, nó rất đặc biệt. Cái táo này gọi là cái táo cổ và lạ, các bạn tham khảo này. Đấy. Còn khi nào nó có quả ăn được, đến cái mùa thì thầy sẽ quay lại cho các bạn thấy cái quả và hương vị như thế nào. Còn bạn nào cùng quê với thầy hoặc là đi qua quê với thầy thì nó đang mời các bạn thưởng thức cái vị táo này. Đấy cái thân, đấy vỏ, cấy các bạn này, vỏ này, đây cái vỏ này. Cái vỏ này, đấy, cái vỏ là nó lấu nắm rồi, nó lấu nắm bây giờ này. Đấy các bạn nhìn này, là có cái bùi, có cái vỏ. Cái vỏ nó như kiểu nó dai, như kiểu là vảy cá các bạn. Đấy, kiểu như những cái vảy cá. Bạn nhìn thấy đấy những cái vảy cả này. Bên này là hóa táo các bạn, hóa táo. Đấy. Có những cái vảy mà vảy càng to càng nhiều bao nhiêu thì chứng tỏ cái này tuổi thọ, cái tuổi thọ của nó, tuổi đời của nó rất lâu rồi. Và nó còn niên đại rất lâu các bạn nhé. Đấy. Cũng cảm ơn các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong cái dịp gần nhất. Chào các bạn.